Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 12. Người Ephraim nhóm hiệp đến tại Sa-phôn và nói cùng Giép-thê rằng: Vì sao ngươi đi đánh dân Ammon không gọi chúng ta đi với? Chúng ta sẽ đốt nhà ngươi luôn với ngươi. Giép-thê đáp rằng: Ta và dân sự ta có cuộc tranh cạnh rất lớn với dân Ammon, và khi ta kêu các ngươi thì các ngươi không có giải cứu ta khỏi tay chúng nó. Thấy rằng các ngươi không đến tiếp cứu ta thì ta đã liều mình đi đánh dân Ammon, và Đức Giê-hô-va đã phó chúng nó vào tay ta. Vậy sao ngày nay các ngươi lên đến ta đặng tranh chiến cùng ta? Kế ấy, Giép-thê hiệp lại hết thảy dân Ga-la-át giao chiến cùng Ê-phra-im. Người Ga-la-át đánh bại người Ê-phra-im vì họ có nói rằng: Ở dân Ga-la-át, giữa Ê-phra-im và Ma-na-sê, các ngươi chỉ là kẻ trốn tránh của Ê-phra-im đó thôi. Đoạn người Ga-la-át xâm chiếm những chỗ cạn sông Giô-đanh trước khi người Ê-phra-im đi đến đó. Và khi một người trốn nào của Ê-phra-im nói rằng: Xin để cho tôi đi qua, thì người Ga-la-át nói rằng: Ngươi có phải người Ê-phra-im chăng? Người đáp: Không. Chúng bèn nói cùng người rằng: Thế thì hãy nói Si-bô-lết. Người nói Si-bô-lết, không thể nói cho rõ được. Chúng bèn bắt họ và giết đi tại chỗ cạn của sông Giô-đanh. Trong lúc đó có 42.000 người Ê-phra-im bị chết. Giép-thê người Ga-la-át làm quan xét trong Israel được 6 năm. Đoạn người qua đời và được chôn trong một thành ở xứ Ga-la-át. Sau người có Íp-sang ở Bethlehem làm quan xét trong Israel. Người có 30 con trai và 30 con gái. Người gả các con gái ra ngoài nhà mình và cưới 30 con gái ở ngoài làm vợ cho các con trai mình. Người làm quan xét trong Israel được 7 năm. Đoạn Íp-sang qua đời, được chôn tại Bethlehem. Sau Íp-sang có Elon người Sa-bu-lôn làm quan xét trong Israel, phán xét Israel trong 10 năm. Đoạn Elon người Sa-bu-lôn qua đời, được chôn tại Ayalon trong đất chi phái Sa-bu-lôn. Sau Elon có Abdon con trai Hi-len người Phi-ra-thôn làm quan xét trong Israel. Người có 40 con trai và 30 cháu trai, chúng nó đều cưỡi 70 lừa con. Người phán xét Israel 8 năm. Đoạn Abdon con trai Hi-len người Phi-ra-thôn qua đời và được chôn tại Phi-ra-thôn ở xứ Ê-phra-im trên núi dân Amalek. Chương 13. Dân Israel cứ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Philistin trọn 40 năm. Vả có một người Sorea thuộc về một họ hàng của chi phái Đan tên là Manoa, vợ người son sẻ không có con. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người đàn bà ấy mà rằng: Kìa, ngươi son sẻ không có con, nhưng ngươi sẽ thọ thai và sinh một đứa trai. Vậy từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi sai, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, vì ngươi sẽ có nghén và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không đưa qua đầu nó, bởi vì đứa trẻ từ trong lòng mẹ sẽ làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Về sau, nó sẽ giải cứu Israel khỏi tay dân Philistin. Người đàn bà đi thuật lại cùng chồng mình rằng: Một người của Đức Chúa Trời đã đến cùng tôi. Diện mạo người giống như diện mạo thiên sứ của Đức Chúa Trời, rất đáng kinh đáng sợ. Tôi không dám hỏi người ở đâu, người cũng không tỏ cho biết tên người. Nhưng người có nói cùng tôi rằng: Kìa, ngươi sẽ thọ thai và sinh một đứa trai. Vậy bây giờ chớ uống rượu hay là vật chi sai, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch, vì đứa trẻ đó từ trong lòng mẹ cho đến ngày qua đời sẽ làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Manoa cầu nguyện Đức Giê-hô-va mà rằng: Ôi Chúa, xin Chúa cho người của Đức Chúa Trời mà Chúa đã sai xuống lại đến cùng chúng tôi, đặng dạy chúng tôi điều phải làm cho đứa trẻ sẽ sinh ra.
Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của Manoa. Thiên sứ của Đức Chúa Trời lại đến cùng người đàn bà đang khi ngồi trong đồng ruộng, còn Manoa chồng nàng không có tại đó với nàng. Người đàn bà liền chạy thuật cho chồng rằng: "Kìa, người đã đến cùng tôi ngày nọ, nay lại hiện đến." Manoa đứng dậy, đi theo vợ mình, và khi đến gần người đó thì nói rằng: "Ông có phải là người đã nói cùng đàn bà này chăng?" Người đáp: "Ấy là ta." Manoa tiếp: "Khi lời ông ứng nghiệm thì đứa trẻ phải giữ theo lệ nào và phải làm sao?" Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp cùng Manoa rằng: "Người đàn bà phải kiêng cử mọi điều ta đã dặn. Nàng chớ nên ăn sản vật gì của vườn nho, chớ nên uống rượu hay là vật chi uống say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch. Người khá giữ theo mọi điều ta đã chỉ dạy cho." Bây giờ Manoa thưa cùng thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng: "Xin cho phép chúng tôi cầm ông lại, đặng dọn dâng cho ông một con dê con." Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp cùng Manoa rằng: "Dầu ngươi cầm ta lại, ta cũng chẳng ăn thực vật của ngươi. Nhưng nếu muốn làm một của lễ thiêu thì hãy dâng lên cho Đức Giê-hô-va." Vả Manoa không rõ ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va. Manoa lại thưa cùng thiên sứ của Đức Giê-hô-va rằng: "Danh ông là chi để chúng tôi tôn trọng ông khi lời ông phán được ứng nghiệm?" Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đáp rằng: "Sao ngươi hỏi danh ta như vậy? Danh ta lấy làm diệu kỳ." Manoa bắt con dê con luôn với của lễ chay dâng lên cho Đức Giê-hô-va tại trên hòn đá. Thiên sứ bèn làm ra một việc lạ lùng, có Manoa và vợ người làm chứng kiến. Trong lúc ngọn lửa từ bàn thờ cất bay lên trên trời, thì thiên sứ của Đức Giê-hô-va cũng lên theo trong ngọn lửa của bàn thờ. Thấy vậy, Manoa té sấp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va chẳng còn hiện đến cùng Manoa và vợ người nữa. Manoa nhận biết ấy là thiên sứ của Đức Giê-hô-va, bèn nói cùng vợ rằng: "Quả thật chúng ta sẽ chết vì đã thấy Đức Chúa Trời." Nhưng vợ đáp rằng: "Nếu Đức Giê-hô-va muốn giết chúng ta, lẽ nào Ngài có nhậm của lễ thiêu và của lễ chay nơi tay ta? Là lẽ nào Ngài đã cho chúng ta thấy các điều này và cho ta nghe những lời mà chúng ta đã nghe ngày nay?" Người đàn bà này sinh một con trai, đặt tên là Samson. Đứa trẻ lớn lên và Đức Giê-hô-va ban phước cho. Thần của Đức Giê-hô-va khởi cảm động người tại trong dinh đan giữa khoảng Sorea và Etaon. Chương 14. Samson đi xuống Thimna, thấy một người nữ trong vòng các con gái Philistin. Người đã trở lên thuật điều đó cho cha mẹ mình mà rằng: "Con có thấy tại Thimna một người nữ trong vòng các con gái Philistin. Bây giờ xin hãy hỏi nàng cưới cho con." Cha mẹ người nói rằng: "Trong vòng các con gái của anh em con và trong cả dân sự chúng ta, há chẳng có người nữ nào mà con phải đi cưới vợ nơi dân Philistin chẳng chịu cắt bì đó sao?" Samson đáp cùng cha rằng: "Xin cha hãy cưới nàng đó cho con, vì nó đẹp mắt con." Vả cha mẹ người chẳng rõ điều đó bởi nơi Đức Giê-hô-va mà đến, vì người tìm dịp tranh đấu cùng dân Philistin. Lúc bấy giờ dân Philistin quản hạt Israel. Samson đi xuống Thimna với cha mẹ mình. Khi đến vườn nho Thimna, thấy một sư tử tơ đến đón gầm hét. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Samson rất mạnh. Tuy tay chẳng cầm vật chi, song người xé con sư tử đó như xé con dê con vậy. Nhưng người chẳng thuật cho cha mẹ hay điều mình đã làm. Vậy người đi xuống nói cùng người nữ. Người nữ đẹp lòng Samson. Sau một ít lâu, người trở lại đặng cưới nàng. Đi vòng lại xem cái thây sư tử, thấy trong xác nó có một đoàn ong và mật. Người bụng mật trong tay, vừa ăn vừa đi. Đến gần cha mẹ, người đưa cho cha mẹ ăn, nhưng chẳng thuật rằng mình đã lấy mật đó trong thây sư tử. Cha người đi xuống nhà người nữ ấy, và tại đó Samson bày ra một tiệc. Ấy là thường tục của các gã thanh niên hay làm.
vừa thấy chàng, người ta bèn mời 30 gã thanh niên để kết bạn cùng chàng. Samson nói, tôi sẽ ra cho anh em một câu đố. Nếu trong 7 ngày tiệc, anh em giải nó ra, thì tôi sẽ thưởng anh em 30 cái áo trong và 30 bộ áo lễ. Còn nếu anh em không giải nó ra được, thì anh em phải nộp cho tôi 30 cái áo trong và 30 bộ áo lễ. Chúng đáp rằng, hãy ra câu đố anh đi cho chúng tôi nghe. Vậy, chàng ra cho chúng rằng, của ăn từ giống ăn mà ra, vật ngọt từ giống mạnh mà ra. Trong 3 ngày, chúng không giải được câu đố. Đến ngày thứ 7, chúng nói cùng vợ Samson rằng, hãy dụ chồng nàng giải câu đố cho chúng ta, bằng chẳng chúng ta sẽ đốt nàng và nhà cha nàng. Có phải để bóc lột chúng ta mà các ngươi thỉnh chúng ta chăng? Vợ Samson khóc trước mặt người mà rằng, quả thật chàng ghét tôi, chẳng thương tôi chút nào. Chàng đã ra một câu đố cho người dân sự tôi mà không có giải nghĩa cho tôi. Người đáp, kìa, ta không giải nghĩa cho cha mẹ ta thay, mà ta lại phải giải nghĩa cho nàng sao? Trong 7 ngày ăn tiệc, nàng cứ khóc như vậy trước mặt người. Qua ngày thứ 7, người giải nghĩa cho nàng, bởi vì nàng làm cực lòng người. Đoạn, nàng giải lại cho người dân sự mình. Vậy, ngày thứ 7, trước khi mặt trời lặn, người trong thành đến nói cùng chàng rằng, có gì ngọt hơn mật, có chi mạnh hơn sư tử? Samson bèn đáp, nếu các ngươi không cày ruộng bằng bò cái tơ ta, thì các ngươi không giải được câu đố ta. Bây giờ, thần của Đức Giê-hô-va cảm động người. Người đi xuống Ách-ca-lôn, giết 30 người, cướp lấy áo sống của chúng nó, thưởng cho những người giải được câu đố. Đoạn, người nổi giận phừng phừng trở lên về nhà cha mình. Vợ Samson bị gả cho một người trai trẻ mà chàng đã chọn làm bạn. Chương 20. Đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Satan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn 1000 năm đã mãn. Sự đó đoạn, Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu. Tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán. Kế đó, tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu và vì lời Đức Chúa Trời. Linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó, chẳng nhận dấu hiệu nó, hoặc trên trán hoặc trên tay. Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong 1000 năm. Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ 1000 năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm. Khi hạn 1000 năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở 4 phương trên đất, dân Gót và dân Ma Gót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đấng đang ngồi ở trên. Trước mặt Ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.
Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Chương 21. Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới, trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng, này, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại rằng, hãy chép, vì những lời này đều trung tín và chân thật. Ngài lại phán cùng tôi rằng, xong rồi, ta là Alpha và Omega, nghĩa là đầu tiên và cuối cùng. Kẻ nào khác, ta sẽ lấy nước suối sự sống mà ban cho nhưng không. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi bảo rằng, hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ chiên con. Rồi tôi được thánh linh cảm động. Thiên sứ đó đưa tôi đến một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Jerusalem từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành ấy giống như của một viên bửu thạch, như bích ngọc sáng suốt. Thành có một bức tường cao lớn với 12 cửa. Trên những cửa có 12 vị thiên sứ cùng những danh đề, là danh 12 chi phái của con cháu Israel. Phía đông có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Còn tường của thành có 12 cái nền. Tại trên có đề 12 danh, là danh 12 sứ đồ của chiên con. Đấng nói cùng ta, tay cầm một cái thước, tức là cái sậy bằng vàng để đo thành, các cửa và tường của thành. Thành làm kiểu vuông và bề dài cùng bề ngang bằng nhau. Thiên sứ đo thành bằng cây sậy. Thành được 12,000 hectare, bề dài, bề ngang và bề cao cũng bằng nhau. Người lại đo tường thành được 144 cude, là thước đo của loài người và cũng là thước đo của thiên sứ. Tường thì xây bằng bích ngọc, thành thì xây bằng vàng ròng cỡ như thủy tinh trong vắt. Những nền tường thành thì trang sức đủ thứ ngọc. Nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ nhì bằng đá lam bửu, nền thứ ba bằng lục mã não, nền thứ tư bằng đá lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng đá hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ 10 bằng ngọc phỉ túy, nền thứ 11 bằng đá hồng bửu, nền thứ 12 bằng đá tử bửu. 12 cửa thì làm bằng 12 hột châu, mỗi cửa bằng một hột châu nguyên khối làm thành. Đường trong thành bằng vàng ròng, giống như thủy tinh trong suốt. Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con đều là đền thờ của thành. Thành cũng không cần mặt trời, mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và chiên con là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó, và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Những cửa thành ban ngày không đóng, vì ở đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh hiển và phú quý của các dân đến đó. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành, nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của chiên con.
Chương 22. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và trên hai bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa. Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời. Vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng, những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa, ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là Giăng đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sấp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Song người phán rằng, chớ làm vậy. Ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến. Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này. Nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cái sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Amen. Lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Thi Thiên 64. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng than thở tôi, gìn giữ mạng sống tôi khỏi sợ kẻ thù nghịch. Xin Chúa giấu tôi khỏi mưu nhiệm của kẻ dữ, khỏi lũ ồn ào của những kẻ làm ác. Chúng nó đã mài lưỡi mình như thanh gươm, nhắm mũi tên mình tức là lời cay đắng, đặng từ nơi kín dấu bắn vào kẻ trọn vẹn, thình lình chúng nó bắn đại trên người chẳng sợ gì. Chúng nó tự vững lòng bền chí trong mưu ác, bàn tính nhau để gài bẫy kín dấu mà rằng ai sẽ thấy được. Chúng nó toan những điều ác, chúng nó nói rằng chúng ta đã làm xong, mưu đã sắp sẵn. Tư tưởng bề trong và lòng của mỗi người thật là sâu sắc. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn chúng nó, thình lình chúng nó bị tên thương tích. Như vậy chúng nó sẽ vấp ngã, lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó. Hết thảy ai thấy đến đều sẽ lắc đầu. Cả loài người đều sẽ sợ, họ sẽ rao truyền công việc của Đức Chúa Trời và hiểu biết điều Ngài đã làm. Người công bình sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va và nương náu mình nơi Ngài. Còn những kẻ có lòng ngay thẳng đều sẽ khoe mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa,
hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.